Xin chào cả nhà. Hôm nay mình đi căn nha cả nhà. Nghề chính của mình là nghề căn nha, mà tối giờ á tối quá mình quay không được. Thành ra bây giờ tới giờ này thì cũng được 4 bao, 5 bao rồi. Mình đi với Vinh nha cả nhà. Chào cả nhà nha. Bây giờ bắt đầu mình sẽ bây giờ trời sáng rồi mình sẽ chạy tới đâu mình tới ghe nào căn đó mình sẽ ghi hình lại cho cả nhà xem ha. Cả nhà cùng đồng hành với mình nha. Chiều bắt ở trên cái ngay hay là bắt ở dưới? Cái ngay luôn rồi. Cái ngựa này thì cái ngay ngon hơn. Mấy ông cảnh mất tay luôn hả? Tại hôm qua nó cũng bệnh mà qua em bệnh thôi. Hôm qua ông bệnh là lúc á. Bữa nay cậu Năm không có đi hả? Không, có ổng thì ngon nữa. Lâu lâu mà có ổng đi phụ ngon, ngon ha. Dạ. Nước chiều mà cũng là 3 bao hả? À, hôm qua 3 bao lưng á, chắc cũng 4 mấy ký rồi. Hôm qua anh bắt được nước chiều mình anh làm 30. Ghê vậy. Nước chiều lớn, nước lớn quá. Này nó nhảy theo thằng Vinh có sao không Vinh? Nhảy theo cái ông kia. Tay bị lạc. Trời ơi. Sao ông giọng đó hả anh Tài? Ừ. Là cái làm của chính em nước à. Lớn này chỗ nào cũng có nhà mà. Chạy nè. Hôm nay chắc có nước này bên đây lớn dữ quá. Ờ à, đúng rồi. Cũng như mỗi năm có một con nước lớn. Ông 11 nước sáng ông đâu có bắt đâu. Kỳ vậy? Ờ ông nghỉ ông đi ốc rồi. Bóc vừa quá. Ờ. Nó chịu được con bao hay mà. Vậy quá. Có con bao không bà? Bóc đại vô mày. Ủa hàng chi chúng phải rồi. Nãy giờ có cưng mấy quả à. 1 2 3 4 mã rồi. 4 mã. 4 mã rồi Tôn. Mã mười mấy ký không có Tôn. Nhà cái quá. Cái mập 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 ghê ha. Đó, con nào nó mập. Nha bự, bự luôn cả nhà. Còn nha. Con này đấy. Ừ. Nha bự luôn không. Nghề chính của mình là đi mua nha cả nhà. Ra mấy ngày này thì mình không có đi săn bắt được. Mình chạy về tới nhà là nước lớn rồi, nhóc xong rồi. Hai bao kia mới cũ. Hai bao ít. Đây là cả trăm ký luôn hả? Mấy ký luôn. Hôm qua bệnh lóc hả? Uống hả Tàu ha? Hôm qua em bệnh á. Cái hôm qua em sôi đâu có thua đang, đâu. Đang sôi cái. Cái hôm qua là người ta trúng cái bữa qua rồi. Lặn người. Lặn người xuống vô lọt về. Nhà này nhà chắc không? Ngon lắm. Nhà bây giờ nhà này thì mình lựa nhà nhỏ ra chứ mấy con nhà ốp á. Gõ ra. Mấy con này là mình dạt ra hết nè cả nhà. Nhỏ quá nè. Móc ra luôn đi rồi lát dột.
Hát đổ một cái gì nè. Bắt trên đây không có ốc ha. Ừ. Khỏe, giờ căng xong chạy về cái có đi bắt không thích không? Không. Vậy này ngưng, về ngủ ghê ha. Có. Nay bắt người ta bắt hết rồi. Bữa bắt sốt luôn á. Ừ. Bắt xong bệnh luôn á. Không có, có ba con tôm mà bệnh luôn. Đổ một cái anh tài. Rồi, con đó con gom ra đổ vào cái giác đó ra đi. Nha ra cả nhà. Đổ mình thả lại. Thả cho nó lớn lên nó chắc đi rồi mình xấu. Mà tụi em soi đâu có soi gành hào đâu, đi chỗ xa không à, ra biển quá mới soi chứ coi nhà bự mới đi chứ nhà nhỏ soi nản quá. Gành hào đó giờ chưa mở lo soi một cái, tại lên cái ngay mình mới mở lo anh tài ơi. À. Đi chung đi cũng đâu có được, đi chung mình đi chậm mình đi đâu có được. Mấy bao kia con biết về nó hư rồi nè. Đó mình ra mình tao lại rủ nhiều hơn bao kia ha Vinh ha. Không biết sao với lại nó lây nữa. Bây giờ mình tới ghe của anh 11 rồi, nhưng mà anh không có ghe, chắc anh đi bắt ốc rồi. Giờ mình lấy nha, mình ngâm luôn nha cả nhà. Giờ không có người ở nhà, mình lấy nha qua mình ngâm. Mình ngâm tự ngâm tự lựa luôn, không có chủ. Vì sáng giờ mình gấp quá thành ra không có quay được nhiều để mình đang lựa, cả nhà cũng thông cảm. Trao dỗ
nha này nha nước chiều, giờ nha nó xấu, lửa nó hơi lâu. Thì kỹ vậy. Sử dụng que chứ ta. Thằng ấy quá mà. Đi giống lại lại á. Lỏng. Quá trời nha, hư luôn cả nhà. Nha, này hư quá trời. Nha này mà bắt nó chiều không kỹ á là nó dụng que, dụng càng đồ nó hư dữ lắm. Bây giờ mình ra vô mà sôi hai nước này, có nước chiều nữa mình lửa lâu lắm. Bởi vì khi tới chiều mình mới về tới nhà. Mình về tới nhà rồi á, nước lớn này nhóc xong mình không có đi săn bắt gì được để quay cho cả nhà xem. Cả nhà xem clip này cũng thông cảm cho mình. Dưới đó còn kìa, căng nhanh, căng đi đổ luôn đi nè. Dưới đây nha dạt nè cả nhà, tao căng còn được mấy cái. Giờ 9 ký 8 vậy nè. Sống quá nha, nó chiều mà chiều mình phải lựa kỹ, chứ không kỹ thì hư nha vậy lắm. Nãy 9 ký 8 rồi phải trời, hư quá trời hư, nhà hư rồi, nhà hư quá trời luôn cả nhà. Tám cái rưỡi rồi, bắt đầu mình đi tiếp rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ chạy về nhà, về bè á, mình có lựa một mớ dưới bè nữa cả nhà, rồi mình sẽ ghi lại cho cả nhà xem nha, ghi hình lại cả nhà xem.
giờ mình về tới nhà mình rửa nhà cả nhà. Con tấm nhỏ đó với lại tấm bự hả? Lấy vậy lấy cái tấm bự qua đây nha. Xong rồi từ từ nhau. Nghe. Thầy của ai? Của anh Đạt. Út chứ. Út. Út mấy đồng? 2 đồng. Gì vậy? Sao mày sắp bao dục xong? Trời ơi. Mấy giờ ngủ rồi. Tôi kia rồi. Ôi. Con có tự nhiên vừa lên cái đi được 15 phút cái bụng dũng tay chân luôn chứ. Đi lên có mình à. Thôi nói cái bụng dũng tay chân đi hết nổi luôn. Kêu ông nội. Kêu ông nội bên đây ông đợi. Xuống à. Xuống rồi anh nha. Bạn em té bạn này vậy? Ừ, thì nó làm phép anh hả? Làm phép hả? Từ có đi theo luôn hay vậy? Ừ, Dung làm phép hả? Phép hả? Dạ. Ừ, thằng đi ơi. Ôi dạ. Ngủ rồi quẩn chứ giờ luôn rồi. Rồi. Căng đi nghe. Mở bao này mình nghe. Sao từ? Sao cái từ cũ quá con? Út còn nữa không? Còn bao nữa. Đây, nghe vậy. Đi ra. Mấy ký, đó mấy ký. Này, đó 15 ký này cho 4 ký luôn á. Mua 2 tụng nè, 19 ký anh bán không? Bán. Lời khúc luôn á cha. Bán. Cũng qua luôn. Mã này mã cuối cùng rồi cả nhà. Rồi xong rồi. Đây là nhân bắt mấy con về ăn hả? Dạ. Bắt mấy con mấy bự nhà bự á. Dạ. Ăn mà. Cái này nè cả nhà. Đó, vậy mới đã. Nhân xuống đây bắt nha giờ về. Về giờ đem nha về biếu cho bên vợ. Đủ sống rồi. Thôi vậy chứ mình đi ăn mình ngán chứ bên bờ tao phái lắm mày. Về cho me nha. Dạ con về me. Về biếu mới nữa. Lá cậu cũng làm mấy ăn mới cầu dân me có uồn dễ uồn làm không nghe không nha hả tập mới dân me làm vậy nha lo nghĩ được mua anh nhiều vinh hả mua anh nhiều ký sáng hả này nè cái này nè mua này nè rồi sáng 16 giờ mua hết luôn 1 ký này á, thằng Vinh cho luôn Vinh. Khỏi mua, cho luôn. Rồi, nhiêu con? 13 ký rưỡi. Rồi, đổ vô luôn đi. Mua không? Thằng ờ đổ vô luôn, đổ vô luôn, thằng đau luôn. Ui da, trời ơi nó cắn. Xuống dọn dẹp đi đây mấy nhà này nhân nó đem về nhà nó biếu cỡ giày không ai cả nhà rồi mình xong một ngày của làm của mình xong một ngày làm của mình chạy căn nhà nghe cả nhà bây giờ cho mình xin kết thúc video hẹn cả nhà video tiếp theo cả nhà thấy hay cho mình một like và một đăng ký nghe cả nhà chào tạm biệt cả nhà nhé nhân Vinh chào cả nhà chào cả nhà, chào cả nhà.